Danh tỷ sĩ lệ na phô sa và đa sĩ lệ nên địa phụ tân danh tỷ tạ ma sĩ lăng vị số tha dê các chúng sanh được sanh về cờ giữ giới các chúng sanh bởi các cái nên chư thiện đẹp lâm nhờ. Dạ thầy, dạ thay mặt đại chúng rung con quả vàng cầu mong cho các vị tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui. Nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn duyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, nhà sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới vatthana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. À, kính mời xin Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Xích rạng đông cô tu nữ Tây Duyên đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Dạ cảm ơn Châu Phan, đại đức Pháp Tính. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Thanh Á, kính chào Maharaja, kính chào Giác Ngộ, mến chào Thi An Lạc, mến chào Xích Rận Đông, kính chào Không Chờ Không Đợi, kính chào Cô Ái Minh, kính chào Khổ Đế, kính chào Mi Chai, mến chào Tâm Pháp, kính chào Âu Súc Linh. Dạ không biết Nhật Quỳnh đọc có đúng hay không. Dạ mến chào Trang Thư, kính chào Quỳnh Phụ Vân, mến chào Cẩm Vân, mến chào Châu Khoan. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á, thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới Mô Bích Tha Giá. Dạ hôm nay có một dạ con xin sám hối con bị rớt mic. Dạ hôm nay thì có một chút xíu thay đổi ở chương trình học ngày hôm nay, lý do là tuần rồi sư dạy có một bài mà bây giờ thì ôn hai bài. Dạ do những bài trùng hợp và dạ, sư mới vừa cho hay nên Nhật Quỳnh nãy giờ cũng hơi lúng túng. Dạ tức là bây giờ mình sẽ ôn hai bài, có thể đạo tràng sẽ nghĩ tại sao học một bài mà giờ ôn hai bài, nên trước mắt là bây giờ mình ôn hai bài theo lời của sư dạy ạ. Nam mô Bích Thai giá dạ sa thú đã thấy Vinh Bạch Tha Nã cho bài học rồi, cô nữ tu nữ thì tuệ duyên thì chạy ra rồi. Dạ thì bây giờ Nhật Quỳnh muốn mời Rạng Đông đi. Dạ Rạng Đông ha, Cẩm Vân gì đầu xung phong đầu tiên lên ôn bài trước đi. Dạ Rạng Đông có trước máy không? Dạ bài bây giờ mình ôn bài 52 La Mã, 53 La Mã luôn Rạng Đông. Dạ nhà kính mời Rạng Đông.
Sa Phú Lâm Thai Chỉ Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, dặn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Sư Pháp Kính. Cô tu nữ tự nhiên đã không có trước mắt đi ra. Con kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin kính đọc bài Kinh Tiểu Bộ Kinh, chương 33 Pháp. Bài số 52 La Mã. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu. Cảm ơn Huynh Vát Thà Lá. Chương 3 Ba Pháp. Bài 52 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảm thọ và hiện hữu các thọ. Tại đấy tâm được diệt, con đường đưa đến diệt. Tỷ kheo nhờ diệt thọ, không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài số 53 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ phải được xem như là mũi tên, bất khổ bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các tỷ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỷ kheo này gọi là bậc thánh đã chơn chánh thấy, đã chặn đức ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chơn chánh thắng trí mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy bất khổ bất lạc thọ ấy là vô thường. Tỷ kheo ấy thật sự đã thấy thật chân chánh chính tại ở nơi đây. Từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng trí, bậc ẩn sĩ thanh chắc chắn đã vượt qua các ách nạn rối buộc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Trạm Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Phân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài chương 3 Ba Pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, cảm thọ này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảm thọ và hiện hữu các thọ. Tại đấy được diệt, con đường đưa đến diệt. Tỷ kheo nhờ diệt thọ, không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ. Khổ thọ cần phải được xem là mũi tên. Bất khổ, bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các tỷ kheo, tỷ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ, bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỷ kheo này được gọi là bậc thánh đã chơn chánh thấy, đã chặt đức ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chơn chánh thắng nạn, đã đoạn tận khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy bất khổ bất lạc thọ ấy là vô thường, tỷ kheo ấy thật sự đã thấy thật chân chánh chính tại nơi đây. Từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng trí bậc ở các ấp nạn trói buộc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và cảm ơn đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sức Thái Minh Quynh Quách Thanh Á Nhật Quỳnh và kính mời quý Phật tử. Và kính mời Quynh. Dạ, sa thu lành thầy xin cảm ơn. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng Chẳng Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được đọc bài kính tiểu buộc. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Thình cho biết. Cảm ơn Sít Tà Rạng Đồng cho bài nha. Chương 3 Pháp 3. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảm thọ và hiện hữu các thọ. Tại đây tâm được diệt, con đường đưa đến diệt tỷ kheo nhờ diệt thọ, không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên, bất khổ bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các tỷ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là thường. Này các tỷ kheo này gọi là bậc thánh đã chơn chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chơn chánh thắng tri mạn, đã đoạn tật khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, bất khổ bất lạc thọ ấy là vô thường, tỷ kheo ấy thật sự đã thấy chơn chánh chính tại nơi đây. Từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng trí, bậc ẩn sĩ an tịnh chắc chắn đã vượt qua các ách nạn trói buộc.
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ. Cảm ơn Sít Rạng Đông. Dạ, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên là Sít Ái Minh nha. À, Tâm Pháp nữa kìa. À, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Bà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào quý anh chị, kính chào quý thiện hữu. Con xin phép được đọc bài, được trả bài ạ. Chương 3 Pháp Ba Chi. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác. Chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảm thọ và hiện hữu các thọ, tại đấy tâm được diệt, con đường đưa đến diệt, tỷ kheo nhờ diệt thọ, không ham muốn, tịch tịnh, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Mục 47, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên, bất khổ bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các tỳ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỳ kheo này gọi là bậc thánh, đã chân chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thắng tri mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy bất khổ bất lạc, thọ ấy là vô thường, tỳ kheo ấy thật sự đã thấy thật chân chánh, chính tại ở nơi đây. Từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng trí, bậc ẩn sĩ an tịnh chắc chắn đã vượt qua các ách nạn trói buộc. Nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, em đã trả bài xong, kính mời chị Trần Đạo tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn sư anh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sư Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật, Nhật Quỳnh và cô tu nữ Tỷ Duyên cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài ạ. Câu số 46. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác.
chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảm thọ và hiện hữu các thọ. Tại đây tâm được diệt, con đường đưa đến diệt. Tỳ kheo nhờ diệt thọ, không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 47. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên, bất khổ bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng, này các tỳ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỳ kheo này gọi là bậc thánh đã chân chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thắng tri mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được. Ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy bất khổ bất lạc, thọ ấy là vô thường. Tỳ kheo ấy thật sự đã thấy thật chân chánh, chính tại ở nơi đây. Từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng tri, bậc ẩn sĩ an tịnh, chắc chắn đã vượt qua các ách nạn trói buộc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đoan Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, Hạng Đông. Em về tập bằng một bớt bắt bài dùm Đức Quỳnh hay bắt anh. Dạ, cảm ơn. Chương 3, ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảm thọ và hiện hữu các thọ. Tại đấy tâm được diệt, con đường đưa đến diệt. Tỳ kheo, nhờ diệt thọ, không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được. Đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Thọ, khổ thọ, bất khổ, bất thọ. Này các tỳ kheo, lạc thọ cần được phải, cần phải được xem như là khổ. Khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên. Bất khổ, bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các tỳ kheo xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ, bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỳ kheo này gọi là bậc thánh
đã chân chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thắng tri mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy bất khổ bất lạc, thọ ấy là vô thường, tỳ kheo ấy thật sự đã thấy thật chân chánh, chính tại ở nơi đây. Từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng trí. Bậc ẩn sĩ an tịnh chắc chắn được, chắc chắn đã vượt qua các ách nạn trói buộc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, tự nhiên đã đọc bài xong rồi. Bây giờ mời Sức Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn Sích Lăng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sích Lăng Đông, Sích Ta Trần Đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Trần Đạo, cô ấy Minh, Minh Quạch Thành Á, Xích Rạng Đông, đã hoan hỷ lên đọc ông mẹ bài Tiểu Bộ Kinh 1.3 và 1.4, tức là 42 La Mã, 43 La Mã. 52 La Mã và 53 La Mã. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì cũng vừa đến thời gian chúng con học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư trước khi được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng bài hôm nay là 44 La Mã và 54 La Mã và 55 La Mã. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nam mô tham ma dạ, nam mô sân kha dạ, nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỗ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài tuyệt pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin phép
tụng tọa pháp thân cũng như đạo tràng, con xin được đọc chánh kinh ạ. Dạ, cảm ơn Minh Vách Thanh Á cho bài học. Bài học ngày hôm nay là câu 54 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác. Chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các tầm cầu và hiện hữu tầm cầu, ở đây tâm thấy tâm ấy diệt và con đường đến diệt. Tỷ kheo, do diệt tận các loại tầm cầu này, không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 55. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỳ kheo, có ba tầm cầu này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Dục và hữu tầm cầu cùng phạm hạnh tầm cầu, nếu chấp trước nắm giữ, chính đây là sự thật. Như vậy là chất chứa đủ mọi loại kiến xứ, với ai không ham muốn, đối với các loại tham, vị ấy được giải thoát nhờ diệt được khả ái. Tầm cầu được từ bỏ, kiến xứ được nhổ lên, tỷ kheo, do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có mong cầu, không còn có nghi hoặc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con đã đọc xong phần chánh văn. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú và kính tri ân cô Nhật Quỳnh đọc phần chánh kinh vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào từ tòa Minh Hạnh, đại đức Phật tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn cô Rạng Long, Vách Thanh Á, cô tu nữ Tự Duyên đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng quý vị Phật tử, hôm nay thì chúng ta học qua bài 54 và bài 55. Bởi vì hai bài này có ý nghĩa tương tự, do vậy thì chúng tôi gom chung lại giảng thành một bài giảng, để rồi buổi học sau chúng ta khỏi phải học lại bài này. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Apikwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Soa kha tô phá ca quá ta thâm mô thâm măng nắp mạ sa mí. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiệm. Subhatibano phá ca quá tô sa quá ca sang cô sang căng nắp mạ sa mí. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, nhân đức do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt.
nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài số 54 thì Đức Phật ngài dạy rằng có ba tầm cầu, dục tầm cầu, hữu tầm cầu và phạm hạnh tầm cầu. Trước tiên đó là chúng ta sẽ thấy cái chữ tầm cầu. Tầm cầu ở đây đó là sự tìm kiếm. Tầm cầu ở đây là tìm kiếm hướng đến, hướng vọng đến. Như vậy thì khi mà mình hướng vọng, tìm kiếm hoặc là mình đầu tư, đó được gọi là tầm cầu. Trong kinh Trung Bộ thì chúng ta có cái bài kinh gọi là kinh Thánh Cầu. Thánh Cầu. Thì trong cái bài kinh Thánh Cầu đó, đó Đức Phật có nói hai cái sự tầm cầu. Một cái tầm cầu là Ariyaparyesana, tức là tầm cầu của Bậc Thánh. Và cái tầm cầu thứ hai là Anariyaparyesana, tức là cầm tầm cầu của phi Bậc Thánh. Như vậy thì chúng ta hiểu là phi Bậc Thánh là phi tầm cầu của phi Bậc Thánh á, là tầm cầu của người phàm phu. Còn tầm cầu của Bậc Thánh là tầm cầu phạm hạnh, tầm cầu sự giải thoát. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây. Thì như định nghĩa khi nãy đó là tầm cầu tức là sự tìm kiếm, hướng vọng và đầu tư. Như vậy thì khi nào, chỗ nào, ở đâu, nơi nào, lúc nào mà có tìm kiếm, hướng vọng, đầu tư thì ở nơi đó đều là có sự có mặt cũng như là có sự hiện khởi. Bây giờ trước tiên đó là chúng ta sẽ nói đến cái dục tầm cầu cái đấy. Dục tầm cầu. Dục tầm cầu ở đây đó thì chúng ta hiểu đó là sự tầm cầu của thế gian thường tình. Thế gian thường tình. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng là mình tầm cầu bởi sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó là chính là dục tầm cầu. Hiểu dục tầm cầu ở đây đó có nghĩa là do tác động của ái tham. Tác động ái tham. Ví dụ như bây giờ là một người mà muốn sở hữu về, thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, muốn thụ hưởng những thứ đó, đi tìm cầu. Mà khi mà chúng ta đi tìm cầu thì chúng ta sẽ có cái đầu tư, có cái tạo tác, có cái hướng vọng. Và mọi chuyện chúng ta thấy rằng ở trong kinh gọi là ái là sinh cho khổ, dù đó là dục ái, ái là sinh cho khổ. Và nơi nào mà có ái là có sự khổ ở nơi đó. Ví dụ như là người ở trong cõi dục của chúng ta đó thì sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, thì đó là điều tất nhiên rồi. Bởi vì ở trong cõi dục thì thụ hưởng những thứ đó. Nhưng mà khi tâm chúng ta dính mắc những thứ đó thì những cái thứ đó nó lại, nó trở thành những cái kiết sử trói buộc chúng ta. Trói buộc chúng ta, và thế là chúng ta không thể dùng dãy vượt ra cõi. Như vậy thì cũng chính cái mắt đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc này, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc này là những cái đối tượng mà để cho tâm chúng ta dính mắc vào đó. Mà khi mà là dính mắc là mọi sự hệ lụy nó sẽ khổ theo sau. Có cái câu chuyện khi mà ông bị Bà La Môn này, ông xuất gia ở tuổi, ông đi tu, đi xuất gia theo cái người của Bà La Môn á, tức là khi có gia đình rồi, gia đình đề về con thì lớn rồi, gia sản được có đầy đủ rồi, thì họ bỏ gia đình rồi họ đi vào trong rừng nên đền tháp để mà họ tu tập theo cái kiểu truyền thống của người đạo Bà La Môn. Nhưng mà rồi đó thì khi mà ông hỏi đến ông á, là ông tu tập như thế nào, thì ông mới trả lời rằng
những tài sản mà tôi sở hữu đó, giờ tôi để lại cho con tôi phần nào đó là để lại cho tôi để tôi hưởng tuổi già. Thì một vị Đức Phật ngài mới nói rằng là chính cái tâm của ông hướng vọng đến những điều đó, tức là hướng đến những cái sự sở hữu trói buộc đó, thì ông đã bị trói buộc ở trong cái dục tầm cầu. Thì ở đây muốn nói, khi tâm mà mình còn vướng ở trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon đi tìm kiếm, chúng ta cũng không, ít người đó cũng vì đi tìm cái sắc đẹp, đi tìm cái tiếng hay, đi tìm cái ăn ngon, đi tìm cái mùi thơm, đi tìm cái sự xúc lạc, khả ái, khả lạc, khả hỷ đó, thì tâm của người đó lại dính mắc đi tìm cầu, rồi họ lại là khổ ở trong cái sự tầm cầu đó. Cho nên ở đây đó là muốn nói đến cái ái tham, chính cái ái tham, tác động của ái tham, và do cái ái tham đó cho nên là khiến cho chúng sanh đi tìm cầu, tìm kiếm. Rồi chúng ta thấy rằng trong cuộc đời đó có những người đó nhiều khi họ không có kiềm chế được chính họ, và do vậy đó thì họ lại lao vào những cái điều mà nó gọi là, người ta gọi là phi lễ giáo. Phi lễ giáo cũng chính vì ăn ngon, chúng dính gì mặt đẹp, sắc thinh hương vị xúc đó, mà người ta có thể rơi vào trong những cái điều mà gọi là không có lòng tàm và lòng quý. Và chính cái tác nhân của không có lòng tàm, tức là không biết xấu hổ với những điều mà chúng ta cũng biết đó là những cái nguyên tắc của xã hội, nguyên tắc đạo đức của căn bản của xã hội đó, nó đã có như vậy rồi, người ta vượt ra khỏi những cái nguyên tắc căn bản của xã hội, rồi người ta vượt luôn cái nguyên tắc đạo đức của một cái người, thí dụ như một người Phật tử hay là một người tu, người ta vượt ra khỏi những điều đó, và thế là họ bị sa vào cái con đường tội lỗi, và thế là họ bị khổ, tâm bị đắm nhiễm, rồi là bị quả báo xấu. Quả báo xấu nó có thể ở trổ ra ở trong hiện tại, có thể trổ ra trong tương lai, hoặc là có thể trổ ra bất cứ một cái lúc nào do cái hành vi xấu đó. Vì cái gì? Vì cái tác động của ái tham đó mà ra. Cho nên ở đây là nói đến dục tầm cầu là như vậy. Cái thứ hai nữa là muốn nói đến cái người, một người đó mà hướng đến cái dục tầm cầu, tức là do chúng ta hướng đến dục tầm cầu cho nên chúng ta muốn tái sanh ở trong cõi dục. Để tái sanh trong cõi dục thì mới có những cái đủ năm dục để chúng ta hưởng thụ lấy nó. Bởi vì chỉ có cõi dục mới có đủ năm dục để mà hưởng thụ. Mà cái đó là gì? Cái đó cũng là chính do cái lòng, cũng chính do cái ái tham mà ra. Và ái tham khiến cho chúng ta có hiện hữu ở trong cõi dục này. Vậy vì xin cõi dục, ví dụ như chúng ta thấy rằng mình sinh ra làm nam làm nữ đó, chẳng qua là kiếp trước của mình là đời trước, khi mà do cái nghiệp ái tham đó dắt dẫn cho chúng ta, khi mà thức tái sanh nhằm cái lúc mà người phụ nữ có thể mang thai được đó, thì chúng ta muốn để trở thành người nam, để gần gũi của người nữ, hay hoặc là chúng ta để muốn trở thành người nữ để gần gũi người nam, cái đó nó phát xuất từ cái ái tham, mà bắt nguồn từ ở cái dục đó, ham muốn ở trong cái sự tái sanh đó. Cho nên là chúng ta mới có cái sự hiện hữu ở trong cõi dục để thụ hưởng ở trong cõi dục. Như vậy thì nếu mà nói theo giáo lý duyên khởi đó thì hành thì sẽ là duyên cho thức. Do chúng ta có hành động. Hành động là đầu tư tạo tác đó quý vị. Hồi nãy chúng tôi đã nói tầm cầu là do tham ái. Nhưng mà tầm cầu ở đây đó, nó cũng có nghĩa là chúng ta bắt đầu tạo tác. Cho nên là do chúng ta có hành động. Và chính cái hành động đó là chúng ta đã đầu tư để sanh lại cõi dục, hay là đầu tư để sanh lại làm người nam,
gọi là đầu tư để sanh lại làm người nữ đó. Rồi cuối cùng là chúng ta có hiện khởi ở trong cuộc sống này. Mình để ý một điều đó là trong cái chuyện xã hội đó, thì người phụ nữ thì họ sống thiên về tình cảm nhiều hơn là người nam. Nhưng mà ở trong thâm tâm của mỗi con người đó, thì chúng ta thấy rằng dường như là con gái thì thương yêu cha hơn là thương mẹ. Nói như vậy thì không phải là hoàn toàn là như vậy, nhưng mà hầu như đa phần là như vậy. Có những gia đình thì dĩ nhiên con gái cũng thương mẹ, rồi cũng thương cha, dĩ nhiên thì phải thương hết, cha mẹ thì cũng phải thương hết. Nhưng mà ở trong một cái điều gì đó, trong cái thâm tâm thì con gái nó luôn luôn là thương cha, nhưng mà ngược lại con trai thương mẹ. Nhưng mà có một điều đó chúng ta thấy rằng người phụ nữ thì thiên về tình cảm nhiều hơn. Cho nên là nói về cái việc mà nuôi cha, nuôi mẹ hay là chăm sóc cha mẹ đó, thì người con gái lúc nào cũng là cái người mà chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp người nam họ vẫn cẩn, họ vẫn thận trọng, họ vẫn kỹ lưỡng và họ vẫn chăm cha mẹ một cách kỹ lưỡng. Đó là điều mà chúng ta thấy. Như vậy thì ở đây đó, nói đến cái dục tầm cầu do chúng ta muốn thụ hưởng năm dục sắc thinh hương vị xúc, nói đến dục tầm cầu là chúng ta đầu tư bởi tham ái đó, và do hành đó, cho nên là chúng ta có sự hiện hữu, do hành cho nên chúng ta có hiện hữu. Hoặc là ái thì do chúng ta chấp thủ, ái thì sẽ dẫn đến cho chúng ta chấp thủ. Liên quan đến dục thủ, dục thủ là mắt, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cái đó là tôi đó, mắt đó là tôi, mắt đó là tôi, tay đó là tôi, mũi đó là tôi, lưỡi đó là tôi, hay là thân đó là tôi, vân vân. Thì do chúng ta có cái ái đó, cho nên là dẫn đến cái dục thủ. Và thủ thì sẽ là có duyên cái sự hiện hữu, có sự hiện hữu. Cho nên là chúng ta thấy rằng cũng chính cái ái đó mà có cái câu chuyện là có một cái người đàn ông thương người vợ của mình, rồi cái người vợ của mình do tư tình là tìm cách để hãm hại cái người đàn ông đó, và người đàn ông đó chết do cái tâm ái nhiễm. Cho nên ái thương vợ vẫn còn thương vợ mình, cho nên sanh lại làm đứa con, rồi sanh làm đứa con thì cũng rồi sanh làm con bò, rồi đó là cũng bị giết chết, rồi sanh làm con chó cũng bị giết chết, rồi là cứ dòng dò sanh lại, và cuối cùng thì sanh làm một đứa cháu. Sanh làm một đứa cháu lớn lên thì cũng có cái nhân duyên, nhân duyên là cái chủng tử, cái chủng tử tu tập đó, cho nên lớn lên thì cũng được theo ông nội vào chùa tu. Thì lý do như vậy cũng bắt nguồn từ ở cái tham ái, đặc biệt là từ do cái dục tầm cầu đó. Như vậy thì dục tầm cầu, một là chúng tâm ta cầm tầm cầu tìm kiếm đầu tư hướng vọng đến sắc thinh hương vị xúc để thụ hưởng những thứ đó. Mà Phật dạy rồi, Phật dạy là dục thì ít vui nhiều khổ, dục ít vui nhiều khổ. Chúng ta vui thì ít lắm, nhưng mà khổ thì rất là nhiều. Và dục thì giống như là một đống than hồng, một hố than hồng, nó nóng vậy, mình nhảy qua nhảy lại, mình đứng gần bên nó nóng lắm. Thì hoặc là dục thì giống như là bó rơm mà chúng ta đi ngược gió. Chúng ta đi ngược gió, nếu mà bó đuốc rơm ai mà ở quê chúng ta có cái bó đuốc rơm ban đêm chúng ta đi ở trong đồng chúng ta chạy thì nước ngược gió nó sẽ thổi vào chúng ta rất là nóng. Hoặc là dục thì giống như là con chó mà nó gặm cái miếng xương khô. Xương khô thì nó cũng chẳng có một cái chút dinh dưỡng nào trong cái khúc xương khô đó đó, nhưng mà con chó nó cứ ham nó gặm hoài. Phật dạy vậy, cho nên nó Phật dạy là dục ít vui nhiều khổ, dục ít vui nhiều khổ là như vậy. Như vậy thì cái tầm cầu này là mình đơn thuần nói theo như diệu pháp đó, thì cũng chính là tham, sở hữu tham ở trong bốn tâm tham, trong tám, trong bốn tâm tham bất tương ưng,
tà kiến bất tương ưng tà kiến, bốn tâm tham bất tương ưng tà kiến. Đơn thuần nó chỉ là năm dục thôi, đơn thuần nó chỉ là muốn hưởng thụ, rồi muốn tìm kiếm, rồi muốn hướng vọng hoặc là đầu tư đối với năm dục, vậy mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái tầm cầu thứ hai nữa là tầm cầu hữu tầm cầu. Hữu tầm cầu ở đây đó là quý vị biết chữ hữu, chữ pha quá ở đây là chúng ta tầm cầu cái sự có mặt, cái sự có mặt, sự hiện khởi, sự có mặt. Cho nên trong giáo lý duyên khởi đó thì là Phật dạy rằng là trong giáo lý duyên khởi thì thủ vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức đó, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên hữu, thì hữu thì sẽ là duyên cho thủ, duyên cho thủ. Thì cái hữu tầm cầu ở đây đó là cái gì? Trước nhất đó là chúng ta nói là cái gọi là sanh hữu, cái gọi là sanh hữu. Chúng ta có tầm cầu thì cái thức tái sanh chúng ta sẽ có mặt, chúng ta sẽ hiện khởi. Và chính cái đó nó dắt dẫn cho chúng ta, do nghiệp thức mà, nghiệp là do ái, cho nên dắt dẫn chúng ta trở thành gọi là cái nghiệp thức để tạo nên cái gọi là sanh hữu. Nói đến cái hữu thì có hai loại hữu. Hữu tức ở đây chúng ta hiểu nó là có mặt, sự có mặt. Chữ hữu ở đây là hiểu là có mặt. Thì cái sanh hữu ở đây đó là chỉ cho bốn cái chủng loại. Bốn chủng loại tức là loại sanh bằng con là thai sanh, thí dụ như con người chúng ta, hoặc một số sinh vật khác nữa, trâu, bò, heo, dê gì đó, cũng sinh bằng con. Rồi loài sanh bằng trứng, thí dụ như trứng chim, trứng gà, trứng vịt, vân vân, trứng rắn, vân vân. Thì có những cái loại trứng sanh ra, loài đó là gọi là noãn sanh. Một loài thứ ba nữa đó là thấp sanh, thí dụ như trùng, dế, cá, rồi một số loài lương biến quá, vân vân. Thì những cái điều đó nó đều là do cái loài chủng sinh nó là sinh như vậy, sinh một cái nơi ẩm thấp. Và một điều nữa đó là quá sanh. Quá sanh tức là một loài, một số loài quy phi nhân, trong đó có chư thiên, có loài Atula, có loài ngạ quỷ, rồi chư thiên thì có nhiều dạng, nhiều hạng chư thiên khác nhau. Và những cái loài chư thiên đó đều là sinh bằng quá sanh, tức là tự động có mặt, có mặt rồi tự động biến mất, hết phước thì hết tuổi thọ thì tự động biến mất, còn có phước thì có hiện khởi, mà hiện khởi đó là cũng không phải do ai sanh mà là tự động có mặt đó, như vậy là gọi là quá sanh. Quá sanh như vậy thì nói đến sanh hữu tức là cái mà chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này. Nhìn lại ở trong 31 cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nó cũng ở trong hình dạng, chỉ có đa dạng nhất là ở trong cõi dục của chúng ta. Cõi dục chúng ta có thấp sanh, có quá sanh, rồi có noãn sanh, rồi có thai sanh, có đủ hết. Nhưng mà một số cảnh giới chư thiên, dục giới cũng vậy, hoặc là đa, hoặc như là các vị phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, hoặc là chư thiên dục giới thì đều là quá sanh, quá sanh thôi. Chứ không có thấp sanh, không có quá thai sanh, không có noãn sanh ở đây, mà đa số là sanh bằng quá sanh. Như vậy thì cái sanh hữu á, là những cái chủng loại mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Của đời này. Từ lúc mà ban đầu thức tái sanh cho đến khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời, được cha mẹ sanh ra, rồi chúng ta nhắm mắt lìa đời, thì chúng ta là gọi là cái gọi là sinh hữu. Trong bốn chủng loại đó. Cái thứ hai nữa đó là nói đến nghiệp hữu. Nói đến nghiệp hữu thì nghiệp hữu ở đây đó là chúng ta đầu tư, quý vị. Chúng ta đầu tư. Thí dụ như mình thấy nè, nếu chúng ta làm phước bằng, chúng ta tạo phước bằng sự bố thí, chúng ta tạo phước bằng sự cúng dường, chúng ta tạo phước bằng sự giữ giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, cải chánh tri kiến, vân vân đó,
thì mình tạo phước những cái phước đó đó thì hầu như là cho chúng ta tái sanh ở trong các cái cõi trời dục giới vui. Cõi trời dục giới vui trong đó có cõi người chúng ta, tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên. Nhưng mà nếu chúng ta chứng thiền đó, chúng ta tu thiền mà chứng thiền đó, dù là chúng ta chứng sơ thiền đi nữa mà thiền chúng ta không hoại đó, thì chúng ta khi mệnh chung thì chúng ta cũng sanh về các cái cõi sơ thiền. Đó là điều mà chúng ta có. Tại vì sao? Do chúng ta tu thiền và chúng ta chứng thiền thì chúng ta sẽ sanh về các cái cõi phạm thiên chứng thiền đó, tùy theo cái thiền chứng của mình mà mình sanh. Như vậy thì ở đây đó là cái nghiệp hữu là cái mà chúng ta đầu tư. Còn nếu như một người mà chứng thiền vô sắc thì sẽ sanh về các cái cõi phạm thiên vô sắc. Như vậy thôi. Nói đến cõi trời của Phật giáo của chúng ta thì rất là đa dạng và phong phú. Nó không phải là chỉ có một cái cõi nào duy nhất dưới một sự chủ chăn của một vị chúa tể nào đó, của một vị chủ chăn nào đó, vân vân. Mà Phật giáo á, nói đến cõi trời á, thì nó đa dạng. Bởi vì chúng ta thấy là nội cõi trời dục giới không mà chúng ta đã thấy có 6 cõi trời dục giới rồi. Chứ phải, đâu phải chỉ một cõi nào đó. Cái cõi mà chúng ta thường bàn bạc nhiều nhất đó là cõi Tathagatissa, tức là cõi 33, cõi. Trời đau để mà trị vì ở đó, đó thì chư thiên sanh về cõi đó để hưởng phước. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng sở dĩ chúng ta hiện khởi ở trong các cái cảnh giới đó đều là do chúng ta đầu tư hết, mà ở đây chính là nghiệp hữu. Nghiệp hữu tức là chúng ta tạo tác đầu tư tùy theo cái phước của chúng ta, tùy theo cái việc làm của chúng ta. Vì vậy cho nên là trong kinh gọi là gì? Thì hành á, tức là sở hữu tư mà phối hợp với 12 tâm tạo ra cái nghiệp bất thiện bởi tham, bởi sân, bởi si đó. Cho nên chúng ta sanh vào khổ cảnh. Mà nếu mà nói phúc hành, tức là sở hữu tư mà phối hợp với 8 tâm đại thiện hoặc là 5 tâm thiện sắc giới tạo ra cái quả cho chúng ta tái sanh ở cõi dục giới vui và tái sanh ở cõi phạm thiên sắc giới. Phạm thiên sắc giới đó là phúc hạnh, do chúng ta tạo phước mà, do chúng ta tạo phước. Bởi vì chính sở hữu tư đó chúng ta nếu mà sở hữu tư mà phối hợp ở trong 8 tâm đại thiện thì nó làm rất là nhiều việc đó. Do vậy cho ra rất là nhiều quả và được sanh rất là nhiều cõi, cho nên được gọi là 8 tâm đại thiện. Chúng ta lưu ý chỗ này chút. Đó chính là cái việc mà chúng ta đầu tư. Mà đầu tư ở đây tính là hữu tầm cầu. Hữu tầm cầu. Nghiệp hữu là chúng ta tầm cầu ở một cái tương lai, ở mai sau, ở cái hiện hữu, ở trong mai sau. Đó là như vậy. Và cái thứ ba nữa là cái sự tầm cầu phạm hạnh. Tầm cầu phạm hạnh. Ở đây tầm cầu phạm hạnh là gì? Tầm cầu phạm hạnh đó, đó là tầm cầu cái đường tu tập của chính mình. Khi mà nói đến đến dục đó, thì có ba loại dục, thấy không? Kamachanda, tức là gọi là tham dục đó. Nhưng mà khi mà nói đến gọi là pháp dục, tức là Tamachanda, hay là tác dục, Kiriya Chanda đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng như thế này. Cái dục đó, đó, nếu mà là dục, tức là cái ham muốn ở trong cái, bởi cái động cơ, bởi tác động của tham đó, của ái tham đó, thì cái đó là gọi là Kamachanda. Tức là chúng ta mong được sở hữu cái này, được sở hữu cái kia đó, thì cái đó đó nó không phải là tốt. Không phải là tốt. Bởi vì cái đó là cái ràng buộc. Cái muốn đó, đó là muốn được ràng buộc. Muốn bị ràng buộc. Muốn bị ràng buộc. Bởi vì chính những điều đó nó ràng buộc chúng ta. Chứ không ai muốn ràng buộc. Nhưng mà rõ ràng mình sợ khổ. Mình sợ khổ. Nhưng mà mình lại đi tìm cái ràng buộc.
thì mình cứ bị khổ hoài. Cái ràng buộc là khổ à, chưa được thoát ra thì phải bị khổ thôi. Và do vậy đó thì cái kamachanda ở đây đó, tức là cái mà chúng ta muốn về thụ hưởng các cái dục, thụ hưởng các cái dục, thì cái dục đó, đó là nên bỏ, nên dục đó đừng có nên muốn. Mà cái pháp dục tức là chúng ta muốn được giải thoát, pháp dục nó khác. Dhammachanda ở đây là muốn được cái sự giải thoát, muốn được sự giải thoát. Ví dụ như bây giờ nè, mình muốn mình học Phật Pháp để nghe hiểu, rồi mình muốn hành Phật Pháp, tức là mình giữ giới, rồi mình tu thiền, rồi mình cung kính, mình phục vụ, mình trao tâm sửa tánh chính mình, rồi mình mong muốn là mình tu tập đến một lúc nào đó mình được cái sự an lạc, được giải thoát. Quý vị còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn cô Tùy Duyên. Thấy hình như là nó bị đứt quãng. Thì ở đây đó, nếu như một người mà muốn mình tầm cầu được an tịnh giải thoát, tức là mình muốn được cái gì? Lúc trước á, mình tâm mình chưa an tịnh, bây giờ mình tu tập riết rồi tâm mình nó được an tịnh. Rồi niềm tin lúc trước của mình nó yếu ớt, bây giờ cái niềm tin của mình nó vững hơn chút. Rồi cái sự chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày mình cũng được chánh niệm tốt hơn chút. Rồi cái sự tinh tấn của mình thiện sự của mình á, mình vẫn tinh tấn. Mình không có bị thối niềm tin, sự tinh tấn của mình. Thì như vậy đó là mình biết rằng mình tầm cầu như vậy là tầm cầu cái sự tốt đẹp. Mặc dù là cái chuyện tầm cầu giải thoát á, trong cái lúc mà mình tu tập á, chúng ta nhớ rằng khi mà mình đang tu tập thì mình nên mong muốn mình được giải thoát. Mong muốn giải thoát. Cho nên trong tứ như ý túc á, các vị có nhớ không? Tứ như ý túc là có dục như ý túc. Qua đó có bốn điều. Một á, là phải dục như ý túc, tức là phải có cái ý muốn thiện, cái ý muốn tu tập để được giải thoát, chứ không phải là nó lên đên hay là nó bồng bềnh, nó như là lục bình trôi, tới đâu trôi, nước nổi lên trôi lên thì mình trôi lên, nước trôi xuống thì mình trôi xuống, không phải. Nhưng mà mình phải có cái ý muốn. Có ý muốn ở đây là ý muốn thiện, ý muốn được giải thoát, ý muốn được tu tập an lạc. Cho nên là mình mới tu tập chứ. Rồi cái thứ hai nữa là mình có cần như ý túc, thì mình phải có siêng năng chứ. Chị nghe nè cô Tư. Chừng nào xuống? Ít bữa nữa sẽ xuống. Rồi chị ghé. Có chi không? Ừ. Dạ sao thú. Rồi để ít bữa nó xưa xuống xưa lấy. Rồi. Rồi. Rồi sao thú. À, sư mất giảng. Thôi tí nữa sư nói chuyện lại ha. Là vậy cô nghĩ. Dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Như vậy thì để nói lại cái chuyện mà tầm cầu ở đây đó là tầm cầu phạm hạnh, thì mình phải có cái sự ngoài cái ý muốn ra, thì mình ý muốn thiện, ý muốn được giải thoát, ý muốn được an tịnh, thì mình phải siêng năng tinh tấn. Chứ mình không siêng năng tinh tấn thì cũng không được. Cuộc tu của chúng ta nó giống như là một cái người mà lội nước ngược. Dòng đời á thì nó luôn luôn cuốn trôi chúng ta xuôi dòng, nhưng mà chúng ta tu tập á, là chúng ta lội ngược dòng đời. Lội ngược dòng đời có nghĩa là chúng ta phải có sự tinh tấn mới vượt lên. Giống như là người ta có cái ví dụ giống như là cá mà vượt lũ môn vậy đó. Tức là mỗi mùa nước mà nó lớn xuống á, nước lớn xuống trôi xuống á, thì cá nó phải nhảy vượt cấp nó lên. Thì cái người tu cũng vậy đó. Mình phải có sự tinh tấn.
Cái thứ hai nữa là mình làm sao, cái thứ ba nữa đó là mình phải có tâm như ý túc, tức là mình tu làm sao để cho cái tâm của mình đắc định. Chứ còn mình tu mà cái tâm của mình chưa đắc định thì chưa được. Đắc định ở đây nếu hiểu rõ đó là chứng các thiền. Nhưng mà nói chứng các thiền thì có lẽ là khó đối với mình. Nhưng mà có lẽ là mình hiểu ở đây đó có nghĩa là tâm mình được an tịnh. Tâm mình được an tịnh. Phải có định tĩnh. Rồi cái thứ ba nữa, thứ tư nữa đó là mình cần phải có thẩm nhi ý túc. Tức là chúng ta nhìn sự việc gì trên cuộc đời này phải có bằng với cái trí tuệ của chính mình. Thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. À, bất cứ một cái hiện tượng gì trên cuộc đời này thì chúng ta phải nhìn như vậy. Như vậy để chi? Cái tâm của mình nó mới có thể thấu triệt được. Và mình mới có thể nhàm chán, và lần lượt mình mới có thể ly tham được. Đó là điều mà chúng ta cần. Cho nên ở đây trong cái câu mà gọi là năm mươi bốn ở đây đó là định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm, đệ tử Phật, quán tri các tầm cầu và hiện hữu tầm cầu. Ở đây tâm ấy diệt và con đường đến diệt, tỷ kheo do diệt tận các loại tâm cầu ấy, tầm cầu ấy, không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Thì chúng tôi đang nói ở như thế này. Nếu một người mà còn tầm, mình đang tu tập thì mình nên tầm cầu. Tầm cầu cái gọi là tầm cầu phạm hạnh, muốn được giải thoát. Nhưng mà đến khi mà mức độ mà mình chứng đạt rồi đó, thì mình mới hiểu được cái chỗ này đó, là chúng ta cần phải bỏ. Dù là chúng ta ngay cả cái phạm hạnh tầm cầu cũng không có cần, cũng không cần. Nhưng mà chúng ta đang tu tập giống như là mình đi qua sông thì mình cần phải nương cái chiếc thuyền để mà mình đi. Mình có cái bè để mình qua sông. Khi mà qua bên kia bè rồi đó, thì qua bên kia bờ sông rồi đó, thì chúng ta bỏ cái bè đó đi, chứ bỏ chiếc thuyền đó đi, chứ không có nghĩa là giác cái chiếc thuyền đó, bỏ giác cái chiếc thuyền đó đi vòng vòng ở bên kia bờ sông, bên kia bờ giải thoát bên kia là gì, là không có sự vướng bận gì hết. Chúng ta phải phân biệt cái chỗ này, cái chỗ tu tập và cái chỗ tu chứng. Cho nên sở hữu bát chi đạo đó, nó có thể hợp ở trong tâm đại thiện được, và nó có thể hợp ở trong tâm siêu thế được. Sở hữu bát chi đạo ở đây là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy tám sở hữu này nó hợp ở trong tám tâm đại thiện của mình được. Và nó hợp cái thứ hai nữa, nó hợp ở trong tâm đại thiện là đang tu tập. Mà khá đang tu tập thì chúng ta cần có ba, nói đến ba sự tầm cầu này thì có cái phạm hạnh tầm cầu, chúng ta cần phải có tầm cầu. Nhưng mà ở trong cái đoạn cuối ấy, chúng ta phải hiểu là Đức Phật Ngài dạy rằng lìa khỏi ba cái tầm cầu này mới thật sự là thanh thản, mới thật sự là giải thoát. Thì rõ ràng là nói đến cái giai đoạn tu chứng, tức là sở hữu bát chi đạo hợp ở trong tâm siêu thế. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên cái bài 55 ở đây thì Đức Phật Ngài cũng ví dụ như vậy. Nhưng mà dưới này thì Đức Phật Ngài nói dục và hữu tầm cầu cùng phạm hạnh tầm cầu, nếu chấp trước nắm giữ. Đó, chúng ta nắm giữ ha. Nếu chấp trước nắm giữ, chính đây là sự thật. Như vậy là chất chứa. Như vậy là chất chứa. Nếu mà chúng ta còn nắm giữ thì còn chất chứa. Cho nên có cái câu là, có cái câu là chánh pháp còn bỏ, hà huống là phi pháp. Cái câu này là tinh thần vô ngã của Phật giáo. Chánh pháp còn bỏ, hà huống là phi pháp. Ở đây đó là cái chuyện mà mình tu tập rồi mình đạt được cái sự giải thoát, mình không có bị dính mắc cái gì đó, thì thật sự là mới thật sự là chúng ta được giải thoát. Còn chúng ta còn phạm hạnh tầm cầu này kia, đó là giai đoạn chúng ta cần phải, đang giai đoạn tu tập. Cho nên mình đang tu tập là mình nên nương tựa vào đó. Cần có cái phạm hạnh tầm cầu này, chúng ta cần tu tập chứ. Giống như là bốn như ý túc, có dục như ý túc, có tâm, có cần như ý túc, có tâm như ý túc, có thẩm như ý túc. Có bốn điều đó được đầy đủ thì chúng ta mới tu tập được. Và khi chúng ta tu tập thì đến khi mà chúng ta đạt được cái sự an lạc giải thoát hoàn toàn rồi thì chúng ta bỏ hết tất cả, không có dính mắc ở trong đó nữa. Thì thật sự đó trong cái nghĩa lý cao siêu là như vậy. Vì vậy cho nên là chính đây là sự thật, như vậy là chất chứa,
đủ mọi loại kiến xứ. Cái kiến xứ ở đây chúng ta hiểu là cái quan điểm nhìn chất chứa vô đó, thường đoạn, chấp hữu chấp vô, có hết. Rồi ngay cả chúng ta đưa ra một cái quan điểm có một cái gì đó hằng hữu, cái đó là chân linh, cái đó là tiểu ngã, cái đó là một cái tâm giải thoát, vân vân. Mình đặt cho nó một cái gì đó thì cái đó nó đều là gọi là cái niệm, mà ở đây mình gọi là cái kiến xứ. Nếu chúng ta còn chất chứa là chúng ta còn kiến xứ ở trong đó, tức là còn nghĩ sai, đặt cái chỗ sai của mình, đặt cái chỗ nghĩ sai của mình đến cái chỗ đó, kiến xứ là cái chỗ đó. Với ai không ham muốn, đối với các loại tham, vị ấy được giải thoát nhờ diệt được khả ái, tầm cầu được từ bỏ. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu ở đây, ở trong Phật pháp ở đây đó là như vậy. Như vậy thì ở trong hai cái bài này, bài 54 và bài 55 á, thì nói đến ba cái loại tầm cầu. Cái tầm cầu thứ nhất đó là dục tầm cầu, cầm tàu thứ hai đó là hữu tầm cầu, và cái tầm cầu thứ ba đó là phạm hạnh tầm cầu. Thì chúng ta đang tu tập á, thì chúng ta nên bỏ cái dục tầm cầu và cái hữu tầm cầu. Nhưng mà chúng ta ráng cố gắng trao dồi cái mà gọi là phạm hạnh tầm cầu. Phạm hạnh tầm cầu tức là chúng ta thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, và có cái ý muốn để được giải thoát, có muốn an tịnh nội tâm, có cái muốn được thông hiểu Phật pháp, có cái ý muốn được giải thoát, vân vân. Mình phải có những điều đó. Và đến khi mà mình tu tập đến một mức độ nào đó rồi đó, thì tự động là chúng ta bỏ luôn cả cái phạm hạnh tầm cầu. Nhưng mà đang tu tập thì đừng có nên bỏ phạm hạnh tầm cầu. Bởi vì chúng ta bỏ phạm hạnh tầm cầu như là chúng ta đã mất đi cái phương hướng, mất đi cái phương hướng. Do vậy thì chúng ta phải hiểu rằng nếu mà một người còn chấp chứa một cái gì đó, đó liệu là kiến xứ hết. Nếu mà một mức độ nào đó mình tu tập á, thì nếu chúng ta còn chấp chứa một cái gì đó, thì còn dính mắc một cái gì đó, thì cái đó nó đều là cái trói buộc của chúng ta. Do vậy thì Phật khuyên chúng ta là nên tu tập giải thoát để bỏ hết những cái sự tầm cầu đó. Đó là cái điều mà rốt ráo ở đây Đức Phật Ngài muốn gửi gắm đến cái bài học hôm nay là như vậy. Chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời. Thì trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui. Xin hướng nguyện phần phước này đến với chư thiên, Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự xung quanh nơi ngôi chùa của chư tăng, cũng như là chư thiên ngự nơi nhà của các vị, hộ trì cho tất cả chúng ta được sự an lạc trong Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính dâng mít đến sư. Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhana bhavana sada sati bhavantu te. Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammana bhavana sada sati bhavantu te. Avatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghana bhavana sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo ông có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân,
Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, Sư Minh Tâm cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp, và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe, cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ka ron te tha vi ha da mang da le thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha đa sam pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn thầm ma qua răng ba tiết cha tề sắp về pi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sang kho hồ tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri no vút thêm sâm pha phu ni ya ma thầm ma ri ya ba huệ đi tề. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống mic.